Câu hỏi của Võ Tổng Đoàn: gia đình con xây nhà thờ tổ tiên và đưa di cốt từ chùa về nhà. Thầy chủ trì bảo mang cốt về nhà là hao tổn tài sản, thọ mạng trong dòng họ. Xin thầy cho ý kiến về lời nói nêu trên. Nếu đó là nội dung thật sự của một vị thầy nào đó thì nội dung đó là mê tín, ngược hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, về phương diện tâm linh đó, thì tôi khuyên quý Phật tử không nên để lọ cốt tại nhà bởi ba lý do. Thứ nhất, mỗi ngày nhìn thấy lọ cốt, tâm chúng ta liên tưởng đến tình thân và mối quan hệ huyết thống với người đã chết đó. Cũng giống như là chúng ta nhìn thấy một cái mồ mả nào đó của người thân mình, mà thông thường đó chúng ta một năm đi đến viếng 2 lần, 3 lần nè. Còn bây giờ thấy cái lọ cốt đó, nó giống như là thấy cái mả. Suốt 365 ngày trên năm thì cái nỗi khổ niềm đau của tử biệt rất khó vượt qua. Và điều đó nó không tốt cho mình về phương diện cảm xúc và sức khỏe. Thứ hai đó, vì lọ cốt là bằng đất sét để tạo thành một cái mảnh sành có hoa văn như là một búp sen. Bên trong thì chứa đựng xương của người mất. Thì ban ngày trong cái mùa nóng nắng á, nó sẽ hút nhiệt, và sau đó chiều mát đến tối là nó tỏa ra cái mùi. Và về bản chất á, thì cái mùi đó không tốt cho sức khỏe của con người, cho nên thở nhà nó không cần thiết. Thứ ba đó, việc thờ cốt tại chùa đó sẽ giúp cho các bạn tránh được 2 cái khuyết điểm nêu trên, lại mang được cái lợi ích lớn, đó là người thân của các bạn có cơ hội đến thăm viếng chùa. Mà nếu gặp được thầy chủ trì trong dịp đó hỏi về Phật pháp thì các bạn được lợi ích thêm thứ hai. Cho nên tôi khuyên các bạn đó, đừng nên để nhà, dầu nhà mình có không gian rộng đi nữa cũng không nên để. Vì cái lò cốt đó, nó giống như là cái mồ thu nhỏ, một cái mã thu nhỏ thôi. Là khi cái mà chúng ta cần làm là tái hồi nhập sinh hoạt gia đình như trước khi có người thân nào đó qua đời trong gia đình của các bạn. Còn thờ tại nhà mỗi ngày đó, thì cái cảm giác đó nó làm cho chúng ta có tiếc nuối hoài về sự ra đi của người đã qua đời.